Hiyo, what's up anh em? Ok, what's up anh em nha. Ok, và chúc anh em, tất cả anh em we are, gọi là năm mới thật là vui vẻ và ăn khen dinh dưỡng nha anh em, và gặp những điều may mắn nha, chứ không phải là gặp những điều xui xẻo chẳng hạn như mình. Ok, và anh em có nhu cầu gọi là muốn làm clip kỷ niệm em Pháp về mở gói và đặt thẻ và đổi đen các thứ thì liên hệ mình nha anh em, tôi liên hệ dưới phần comment là trong phần mô tả của anh em nha. Ok, không có thể đây. Quang và hôm nay tiếp tục là đi đổi đen và đi đặt thẻ nha anh em, thử cái vận may năm mới này như thế nào nha anh em. Hy vọng sẽ được cái gì đó gặp là may mắn nha, chứ không phải là điên thôi. Ok, đây mình hay vô trở lại nha anh em. Ok, đó đang thế nào và Happy New Year tất cả anh em ơi nha. Quá đẳng cấp anh em ơi. Nói chung là một năm mới hy vọng sẽ là mang lại nhiều sự may mắn cho chúng ta nha anh em. Ok, hay nhịp đi nào. Hy vọng hôm nay sẽ được cái gì đó nô hữu và chưa làm UCL cái thứ như anh em như hôm qua. Thật sự là cảm giác lần nào chưa được học UCL xuống đợi lắm anh em ơi. Cảm giác khó tả anh em ơi. Ok, đỡ đi. Khó nhờ. Ok, đã bạn. Trở lại nha anh em. Cứ thế và thế thôi. Ok, hai nhịp đi anh em ơi. Giá bán hai nhịp vẫn là cứ thế và vẫn cứ lụm nha. Vâng, hãy đứng chờ và trân trọng nói nha anh em. Để được chúng ta được cái gì đó gọi là đẹp đẽ nha. Ok, lỡ. Mình cảm giác hôm nay hơi bị khó lửa nha anh em. Đã trở lại nha anh em. Ok, hit thứ ba nha anh em. Và hit này có thể chui hầm hay không, chúng ta vẫn cứ là đúng chờ nha anh em. Ok, nhịp cuối nữa. Và rồi liệu có nổ hay không đây. Đỡ đi. 600 hoài vậy ta. Đã bàn xuống. Ấy giờ tiếp tục trở lại nha anh em. Thật là đáng buồn đến em ơi. Không lẽ hôm nay không có đường hầm nào tại trời. Chị ba à, hãy nổi lên tất cả đi, hãy đáp lại lời nổi của mình đi nào. Bụp, 600 quậy ta. Đã bằng tiếp tục trở lại với mình niềm ớ. Ok, lần này một nhịp đi ứng nha anh em. Hai nhịp hơi bị đen rồi đấy. Ok, đợi nửa nhịp đi anh em ơi. Vừa sáng là chúng ta dây dập nha anh em. Khó quá này mày nè. Ok, trở lại với anh em, đầu năm rồi mà cứ như thầy vậy thì đúng buồn nha anh em. Đầu năm chúng ta xui xẻo thì tất cả thì nguyên năm chúng ta đều xui nha. Liệu đó có phải là sự thật hay không? Hết cuối luôn nha anh em, hết cuối xong vào kèo đập thẻ đi mày. Ok, dễ gì nữa. Lòng anh em đời khó ăn anh em ơi, đại bành xui. Ok, trở lại nha anh em. Làm gì tư nó đi vào kèo đập thẻ nha anh em. Không, mình quyết định phải trên một cái đường hầm anh em ơi, như thế thì khá là chán nha. Ok, và vận may có đuổi theo mình hay không đây. Ôi tỷ ừ cũng đỡ đây mình. Ok, tiếp tục nha anh em. Không những khoảng thời gian tranh chấp khá là căng thẳng trên thị trường chuyển nhượng thì cuối cùng là cũng là mua được em nó. Và rồi dịp cuối nha anh em. Ok, im lặng này. Ôi, giờ kiếm đường hầm khó khăn bởi ồ anh em ơi. Đợi mình tiếp tục nói nha anh em. Một nhịp duy nhất. Đó, cứ thế và thế thôi. Tiếp nữa nha anh em. Giờ nó ra 600 thì chúng ta bay nhau nha. Còn rửa ra tuổi thì chúng ta chỉ tiếp nha anh em. Ok, nhịp cuối cùng cuộc đời. Liệu có đi xa hay không? Không có lửa anh em, hay quá. Đợi mình. Ok, chơi tắt tay nha anh em, hết cuối luôn nha anh em. Lỡ rồi cho ba con hai con rồi lấy còn con chờ đợi đúng không? Làm có cuối luôn đi. Xong rồi vào kèo đập thẻ anh em ơi. Bác sĩ kiên nhẫn với gối đi ba rồi. Ok, và kết cục là cũng đi xa nữa thôi anh em ơi. Chờ đợi gì chi cho buồn thêm. Nhịp cuối của đời. Đó. Không đáp lại tình cảm mình được anh em ơi, đợi mình xuống. Thực sự là đáng buồn, năm mới rồi mà đổ đen nó cứ thế thôi anh em ơi. Vậy không có hầm luôn khá chán nha anh em. Ok, nói chung là kèo cộng tám là lỏ thôi của người em Đức nha. Ok, để ba cho mấy kèo căng căng về sau nha anh em. Chơi thế nào, tám nhịp như cựu vẫn cứ thế. Ok, dứt 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, nhịp lại mấy lời dứt nha anh em, thay đổi phong cách. Vậy là anh em ơi, năm mới luôn, năm mới xui xẻo của chúng ta mà. Đúng không? Hợp lý luôn, cộng 6 rồi, quá buồn, đợi mình nha. Sao đâu anh em? Ok, trở lại tới video nick của người em Nhật nha anh em.
Ok, và đó là kèo Erling Haaland cộng 6 mà tờ Tây anh em, đội hình em full tờ Tây. Chung là cũng khá đẹp đẽ đó, một màu xanh. Ok, mức đá 105 tỷ. Nói chung là mức giá là bởi vì Cristiano Ronaldo đây là chính chọn gần 100 tỷ nên em quá đăng cấp CR7 quả rồi lá phổi luôn. Đăng khá chiến nha. Vâng, Erling Haaland cộng 6 đơn giản thôi, vào là giúp. Không nói nhiều để con team này buồn thiêu đại mình xưa. WhatsApp trả lời anh em. Ok, nói chung là mình thấy anh em nó cũng tâm đắc, khá là tâm đắc anh em ơi. Cho nên là để phân vạch cho anh em nha, anh em có gì anh em đỡ suy và để ấy nấy trong lòng nha. Ok, và chơi nè, sáng nghiệp 1 2 3 4 5 6. Ok, nhịp cuối bụp mới rồi, mình có được dễ hơn xíu nào không? Hợp lý nha anh em. Ok, mới kèo thứ hai thôi mà đã lụm như thế rồi thì kèo tiếp theo có khi lại đi. Hợp lý anh em ơi. Nói chung là đập mấy em OVR, nói chung là OVR 105 thôi nhưng mà đập lên con 6 cũng khá là vui rồi nha anh em. Hoàn thành được tâm nguyện ước nguyện của anh em là mình đủ hạnh phúc của đời này rồi. Ok, lên lên trên 54 đu full suit nha anh em, cũng hợp lý nè. Lên lên bút squat cũng khá là đẻ nha anh em, nhân 7 của top. Vâng, lá phổi đu cứng như thép, xúc xấy với bóng nhanh đừng khá ngon. Mùa tờ ti này cũng khá lụm đấy chứ anh em, đừng đùa. Hợp lý nha anh em, chỉ số cũng còn ổn nha anh em. Ok, cho người đá anh em ơi. Ok, đại bàn trả lời nhanh nha em. Ok, nick cường của người em Thái Hoàng. Vâng, đó là kèo Ronaldo de Lima cộng 8 nha em. Nói chung là Ronaldo hồi hôm qua mình tiếp tục được cộng 7 rồi, bây giờ tiếp tục là cộng 8 thôi. Vâng, vẫn là cứ mình là chăm ngồi bút cho em nói nha. Vâng, mình là người đập lên, có khi mình cũng là người phá nó về cũng không chừng nha anh em. 16 7 tỷ đó cũng bình thường thôi. Và liệu mình có thể chinh phục được em nói hay không hay là đi xa. Một số án cũng khá là căng thẳng đấy anh em ơi. Cũng khá là căng. Ok, đợi mình xuống. Ok, sau đó trở lại nha anh em. Ok, mình đã gọi là cầu khẩn rất là nhiều thứ rồi. Vâng, nhìn ngắm con 7 cuối cùng của mình đập lên đi. Và rồi không lâu nữa đâu, nó sẽ bị 6 hoặc là lên 8. Chơi 1 2 3 4 5 6 7 8. Và đây là Ronaldo de Lima. Mình chưa nhìn, mình chưa thấy gì. Tim không thấy, mắt không đau. Vâng, đau nha anh em. Thấy rồi nó lại đau. Khó vãi hồ anh em. Sao mà đậm khứa kêu rồi cho 16 lên 8 được mà ta sẽ đập mấy. Nói chung là mấy kèo tấm đắt đồ anh em á, nó sẽ không bao giờ lên nha anh em. Cuộc đời cũng luôn là cái gì đó chứng là khó khăn. Ok, đã hay vô trở lại anh em. Ok, qua sân khách chơi tiếp nha anh em. Ok, đây là kèo của người anh em Duy Tường. Và kèo em đưa ra đó là Son Heung-min cộng 7 nha anh em. Ok, kèo con hợp lý có Kremirama mùa ba đấu cùng 6 mùa free nha anh em. Ok, nói chung là vào dứt thôi nha anh em, không thiên về những câu chuyện hay biên nữa. Wow, là lượm. Ok, nói là có dấu hiệu là ba đủ rồi nha anh em. Ok, đợi mình. Ok, trả lời anh em. Ok, phô hoang em nó thấy hơi phí cho nên là bế đường 115 về để nhét vô nha anh em. Ok, và dán bao nhiêu như cũ hôm bữa cũng đã chinh phục được rồi. Hôm nay nói chung là kèo tiếp theo thôi, nếu mà không lên nữa thì cũng khá là buồn thôi. Nói chung là ai mà thật tắm cùng trên một dòng sông hai lần anh em, cứ lên được đúng một lần thôi chứ lẽ lần thứ hai này lên nữa thì chịu. Ok, 1 2 lên luôn thì đẹp nha anh em. 3 4 em 6 7. Ok, nhịp thứ 8 là nhịp quyết định cuộc đời của anh em và số phận của anh em, đưa đẩy Son Heung-min này lên 7. Ok, lên 5 quá buồn hiu. Đợi mình xu. Ok, và nói chung là đỏ đen nha anh em. Kèo sẽ 7 cộng 8 ghê chắc để cuối nha anh em. Kèo căng mà anh em. Ok, kèo đây là nước của anh em Quang Khải nha anh em. Đỏ đen 10 tuổi cho anh em. Ok, anh em cũng là cùng tên mà đấy cũng khá là có nhiều hợp lý. Vâng, mà liệu mình có thể bớt em đi không? Thì chúng ta vẫn đón xoài nha anh em. Đỏ đen gói nào ăn gói này nha anh em. Ok, mình mới dứt được ra Fenley Out mới ra 10 tỷ rưỡi anh em. Mua min không có ai bán nha anh em. Vãi rồi, đây mua cầu thủ khá là khó nha anh em. Cho nên là chưa dạy lần mua cộng 1 luôn nha anh em. 10 tỷ rưỡi xương xương thôi. Ok, UCL 24 qua đời cho 3 đó mà hợp lý nha anh em. Sai trái thì đi ra anh em khá là buồn. Mức giá thì Bimin ở đây có 8 tỷ thôi nha anh em. Nếu mà có lỗ 2 tỷ mấy cũng không sao. Ok, nhưng mà chúng ta vẫn mong chờ một cái gì đó nhá sáng đường hầm thôi anh em ơi, chứ không phải là những đường TV bá đấu cho mắt TV như vậy. Mắt TV ui 25 tỷ hợp lý nha anh em. Lận
Vô quán gọi là ba nhịp tâm linh như cũ nha anh em. Ok, hôm qua ba nhịp lại chui hầm đấy chứ, hôm nay liệu có thể sư phẩm lập lại hay không đây? Hết pin nữa anh em ơi, mình khá là cấn cấn nha anh em. Sợ đang hết pin cái lỗ luôn anh em ơi. Ok, nhịp cuối nha anh em. Lắm anh em ơi, toàn min mà. Đó là ok, trở lại anh em, mình thật sự mình đã trầm cảm luôn anh em, mình đang trầm cảm luôn đấy. Vãi ồ luôn anh em ơi, sau khoảng thời gian gọi là tranh chấp vãi ồ quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng luôn anh em. Mình mới bỏ được như đây phôi thôi, còn mới phôi nó chưa về anh em ơi. Nói chung là chưa nó đen bên sân khách này, chúng ta phải đặt trước. Còn chúng ta không đặt thì chúng ta chưa thẳng chúng ta mua chơi thì thử khá khó nha anh em. Bị đớp, một phần là bị đớp nè, một phần hai là không ai nhả, cái là lâu lắc. Ngồi nãy giờ quá lâu, hơn nửa tiếng hồ anh em, nhiêu đây nha anh em. Khá là gian nan anh em, làm clip anh em xem phải đơn giản đâu anh em. Khó khăn và gian nan nha anh em. Ok, và pin mình cũng sắp hết nữa chứ. Ok, và liệu nó có lửa hay không cái này chứ. Cho 23 cũng hay bán nữa. Nói chung là chưa có này cho lại anh em ơi. Chứ đâu kèo sẽ 7 đi. Mình mất sự kiên nhẫn bây giờ không cần lửa luôn nữa thì quá lâu lắc một thủ lâu quá mà. Chứ bài lửa ăn ngủ được. Dễ gì, bữa mình chứng em chơi 20 hit không ra lửa mà lá na da. Khó ăn đi son lắm. Son luôn biệt với mình mà năm mới rồi son ơi. Một nhịp nữa. Đó đây. Toàn 600 thôi, đợi luôn biệt đợi mình ra con còn nhã con nào. Hay vô trở lại nha anh em ơi. Ok, nói chung là lụm chấm 23 lên anh em ơi, chấm 22, chấm 21 quá lâu luôn. Ok, dòng có lửa chứ không có lửa là clip này khá là chán đời nha anh em. Chán thật sự luôn à. Đó, có thủ lâu không có lửa nó chán luôn á. Đó, nhưng mà lộn tỉ máy nha nè. Tiếp tục. Bập 2 tỷ, cứ thể rồi, còn những người mới đủ đó. Tiếp tục. Giờ này một nhá nhanh, nhập nháy đi. Ok. Cứ thế, đợi bàn. Năm mới rồi đây Giòn ơi, cho mình được xíu một chút xíu nhân phẩm đi gì đâu mà hôm nay con này nhưng không có lửa đường nào luôn, biết sao giờ anh em, giờ biết sao giờ đấy chui hầm bất lực toàn tâm. Phải ngồi dậy thôi, phải ngồi dậy nha anh em. Hai nhịp nha anh em, pin mình giờ cũng 20% nữa nha anh em, phải cố gắng là chơi suôn sẻ hết clip này mới được nhá. Đừng làm đi. Tí là sao? Anh Phan đã một chút nỗi buồn vào ly cà phê này, thật là buồn thiêu lương. Trời ơi là trời luôn á, hết thứ sáu rồi đó game. Đùa quá đùa, gói quá biệt anh em ơi. Tỷ lệ chú lửa 0%. Chán. Mình cảm giác như gói càng mở càng đen hay sao anh em ơi. Nó hoài quấn tôi đi hoài à, nó không có một cái đường gì đó gọi là nó 6 tỷ cũng được chứ. Thua luôn rồi. Biết từ nào giờ có thấy chú lửa ở đây cũng kiếp từ giờ luôn em ơi, muốn chửi thề lắm luôn gì đó, nhưng mà thôi phải kìm hãm quế giật này lại chứ không phải là xảy ra một chuyện quá lỗ thì đi xa luôn. Ok, qua nhịp đi em ơi, thời gian này có hạn rồi, gặp mấy cái ba đú được không có lửa nữa, kiếm qua đập anh bảy lại đi. Trời ơi, 2 tỷ chán luôn à. Trở lại nha anh em, hết thứ bỏ 8 nha anh em, hết thứ 8 gói này nha. Chán quá rồi. Vậy là sẽ cách nào để chú lửa ta bí luôn rồi. Nói đại đi chứ sao giờ. Thôi thì qua đập 7 anh em ơi. Cái giờ nó ra kiểu này hết tôi bi chơi luôn. Kỳ vãi luôn. Đó anh. What's up trở lại anh em. Ok, cả sức 7 cộng 8 của người anh em gọi là thanh thiện đó. Ok đúng rồi. Thật sự là mình mới giải pha đấu đen xong mình áp lực luôn anh em ơi. Cây vãi ò luôn anh em ạ. Mong lượng CR7 này có đi không? Nói chung là hàng free thôi nha anh em. Nhưng mà thấy nó đập lên cộng 7 thì cũng khá là hay rồi. Vâng, và quyết định là cộng 8 luôn. Mua 325 tỷ nếu mà lên cộng 8 thì sản phẩm CR7 này đá ngon luôn nha anh em. Chứ không phải là cùi đâu nha. Ok, nếu mà tạo lên được kiệt tác là sẽ đỉnh cuộc đời luôn. Nãy giờ rồi xả xui đấu đen khá là đen luôn nha anh em. Đúng xui luôn rồi, không còn gì điều diễn tả sự xui nữa rồi. Vâng, và liệu 8 nhịp này có thể bế mấy gì lên 8 hay không là gì sao? Tiếc nuối lắm anh em ơi. Ok, đậm thôi nào, 8 nhịp như cũ thôi. Nói là đi nữa. 1 2 3 4 5
nhau. Đấy. Tám, ok, thế chính là quyết định cuộc đời của mình nha. Dám ăn luôn nè. Tiếc quá, còn 7 mà. Cũng hối tiếc anh em, mình thấy đang thua màn hình rồi. Trời ơi. Ngạo mắng thì nó mới gì đâu chém thật sự luôn em, nó mới đen vai hồ luôn em ơi. Đâu anh? Thật sự là game nó đòi với mình quá. Đầu năm nhưng mà làm ăn sống nhăn luôn em ơi, chán thật. Đồ đen cái chục hit không chui được cái đường lửa luôn. Thật thẻ đèn kèo căng cũng không lên. Đồ lên kèo có đá ba đú tầm 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 thường không em mà, chán cuộc đời thật sự em ơi. Vào hit này cũng là quyết định cuộc đời đấy nha anh em. Ok xong 3 anh em nha anh em, pin còn 10% nha anh em, cây vãi rồi nãy ngồi còn tiếng mấy 2 tiếng làm lý anh em xem nha anh em. Quái thật sự luôn, rồi spam mua cầu thủ, mua phone các thứ rồi cuối cùng đền đáp là được gì, được những đường TV ba đú. Vâng, hợp lý của đời luôn. Và rồi, khóa này liệu có ra được cái gì nè, ngon lành hay không đây, hay là ba đú nữa đi. Chơi thôi. Ba nhẹp. Chán thật anh em, giờ nổi được cũng 8 mà không có vui luôn em, chán lắm rồi. Cho dù cũng 8 cũng không cũng là bình thường luôn nữa. Thật sự là một điều chán ngang. Buồn thiếu lặng thinh, một mình anh. Ok, nói nhiều rồi đi nữa. Được cái gì đi, ra hồn đi. Thành gì á? UC ở MC. Mane, đừng nói Mane đi. Là mờ luôn, Mane rồi, trời ơi, đâu. Trời ơi, cuối cũng như quay luôn nha, mà nó hơi đợi nhiêu ta, mà nó cộng 5 nữa nè, nó tiền. Trời ơi, nó có 1 tỷ 3 rồi. Chán thật, cũng không gì đó là đâu. Nhưng mà ơn, siêu cái lê thôi, đợi bà. Ok, mình cắn răng chịu đựng mua con cuối nha anh em, 3 tỷ tư chơi cho anh em coi 3 cuối này nha anh em, không lựa thôi ba anh em chứ không còn từ nào để nói nữa. Thật sự là đỏ đen không còn là dễ dàng nha anh em. Ngồi spam đi mua quá lâu đi anh em à. Mà nó đánh đổi cho mình là gì đâu, còn bắt đấu không mà toàn min. Bất lực có này quá. Thường thường hôm nhớ mình chơi ít ít thì lại chui anh em, mình hôm nay quá đen rồi, chúng ta mà càng chơi càng đi. Cho nên cái hết cuối nha anh em, kết thúc nha. Phải chúng ta chiến tiếp chứ kiểu này đi quá, còn toàn đen mà không có lửa dao mà. Không giờ không muốn mở luôn em, cũng mở có lửa đâu mở. Dễ với lửa, nói chung là mình vừa quay vừa nói nha, không có bị bỏm gì nữa. Ok, nhập cuối đây. Nói là đi nữa. Lửa đi. Nghĩ là được rồi đó, đợi anh. Bye anh em chứ.